Trước ngày hội quân, đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi cực lớn, huấn luyện viên Chu Dê như rơi xuống địa ngục. Đội tuyển Việt Nam đã trẻ hóa triệt để dưới thời huấn luyện viên Philip Chu Dê, nhiều gương mặt từ đội U23 Việt Nam được đôn lên đội tuyển, thậm chí chiếm luôn suất đá chính chỉ sau vài trận thử chân. Tuy nhiên, sau thất bại ở Asian Cup năm 2023 với một trong những đội hình trẻ nhất giải đấu, rất có thể ông Chu Dê sẽ thay đổi. Theo bình luận viên Quang Huy, huấn luyện viên Chu Dê cần kết hợp khéo léo cầu thủ trẻ với lứa đàn anh kinh nghiệm. Nếu trẻ hóa thì cũng phải từ từ, làm từng bước, bởi các trụ cột trước đây vẫn mang đến điểm tựa về tinh thần, bản lĩnh để cầu thủ trẻ dựa vào. Việc đối đầu Indonesia, đội bóng đã cuột ngã dàn sao trẻ của ông Chuze tại Asian Cup, nhưng lại là bại tướng quen thuộc của các cựu bình, sẽ càng thôi thúc huấn luyện viên người Pháp trọng dụng các cầu thủ kinh nghiệm. Dù vậy, đáng lo cho ông Chuze là rất nhiều cầu thủ đóng vai trò trụ cột trước đây dưới thời ông Park Hang-seo đang ở trạng thái chưa sẵn sàng. Đó là nhóm chấn thương dài ngày như Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Lâm. Cùng nhóm cầu thủ không chấn thương nhưng đang gặp vấn đề về phong độ. Trong đó nổi trội có Hùng Dũng, Hoàng Đức. Hai cầu thủ nói trên đã cùng nhau đoạt 3 quả bóng vàng Việt Nam trong 5 năm gần nhất. Cũng là những tiền vệ tin cậy nhất khi huấn luyện viên Park Hang Seo còn nắm quyền. Xong cả Hùng Dũng và Hoàng Đức đều gặp những vấn đề khác nhau. Hùng Dũng đã biến mất khỏi đội hình câu lạc bộ Hà Nội 3 trận gần nhất. Khi được hỏi về việc không trọng dụng tiền vệ Sinh năm 1993, ông Daiki Iwamasa nửa đùa nửa thật: "Tôi chưa thể nghĩ ra câu chuyện gì hay để nói về cậu ấy." Câu nói này gợi nhiều liên tưởng, nhưng có thể là Hùng Dũng không đáp ứng yêu cầu chuyên môn để được ra sân, nhưng ông Daiki không thể nói thẳng và cũng chưa tìm được lý do nào phù hợp hơn để chống chế. Chưa bàn đến câu chuyện đằng sau, câu lạc bộ Hà Nội đã giành 6 điểm trong 3 trận Hùng Dũng không ra sân. Phong độ khởi sắc của đội bóng thủ đô khiến sự vắng mặt của Hùng Dũng không còn khó hiểu. Anh không ra sân, đội Hà Nội vẫn thắng và vận hành trơn tru. Huấn luyện viên Dai đã đúng với lựa chọn nhân sự và không cần phải giải thích thêm. Nhưng với huấn luyện viên Chu Dê, việc Hùng Dũng đã vắng mặt trong nhiều tuần qua là tin không vui. Tại Asian Cup, Hùng Dũng chơi trọn vẹn hai trận gặp Nhật Bản, Iraq với tấm băng đội trưởng. Anh là trụ cột hiếm hoi trước đây bên cạnh Tuấn Anh, Tuấn Hải có vai trò quan trọng trong sơ đồ của huấn luyện viên Chu Dịch. Tuy nhiên giới chuyên môn có chung nhận định từ sau chấn thương dây chẳng hồi tháng 3 năm 2021 Hùng Dũng đã không còn như xưa. Đóng góp của anh cho câu lạc bộ Hà Nội giảm dần. Sức bền, tính chiến đấu và sự đa năng vốn là điểm mạnh của Hùng Dũng giờ cũng không còn nổi bật nữa. Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp lại không được thi đấu. Hùng Dũng sẽ ra sao trong cuộc chiến tuyến rất căng thẳng với Indonesia ở hai trận đấu sắp tới đây. Còn về phía Hoàng Đức là trường hợp ngược lại. Nếu Hùng Dũng thuyết phục được huấn luyện viên Chu Dê và có một suất ở đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức lại chứng minh năng lực ở v nhưng lại không có chỗ trong hệ thống của huấn luyện viên người Pháp. Hoàng Đức bị gạch tên ở hai trận gặp Philippines, Iraq tại vòng loại World Cup 2026 với lý do là chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, cần cố gắng hơn Tiền vệ sinh năm 1998 đã có mùa giải 2023 đầy nỗ lực với trên dưới 30 trận cho câu lạc bộ Việt theo. In dấu dày vào 10 bàn thắng. Nhưng bước sang mùa giải 2023-2024, phong độ của Hoàng Đức đã đi xuống. Đó là lý do quả bóng vàng Việt Nam của Hoàng Đức chưa thuyết phục được tất cả. 13 trận đã qua của câu lạc bộ thể công Việt theo, Hoàng Đức chỉ ra sân 10 trận, in dấu dày vào 3 bàn thắng. Dĩ nhiên với một tiền vệ tổ chức số bàn thắng hay kiến tạo không phải là yếu tố quan trọng nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng đánh giá rằng Hoàng Đức vẫn tốt, nhưng vệ tinh xung quanh thì chưa đủ ăn ý. Đó là cách giải thích giúp học trò vơi bớt áp lực của ông Thắng. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu, khi câu lạc bộ thể công Việt theo đang đứng áp chót với tâm lý nặng trĩu khó đòi hỏi Hoàng Đức sẽ thanh thoát khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Mà ngay cả lúc thoải mái nhất thì Hoàng Đức cũng không được ông chú dê tin dùng. Có lý do giải thích về thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 là không thể tham dự giải với đội hình mạnh nhất khi nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương như Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Tiến Linh. Trong khi đó, gần một năm qua, cuộc cách mạng trẻ hóa cùng lối chơi của huấn luyện viên Chu Dề gần như chỉ ưu tiên những gương mặt mới từ U20 đến U23 như là Nguyễn Thái Sơn, Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn thì lại chưa đạt được như mong muốn. Đã vậy, những cựu binh thì lại không còn được trọng dụng như Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Đỗ Duy Mạnh hay Nguyễn Văn Toàn. Trên đây là thực trạng của đội Việt Nam tại Asian Cup năm 2023. Và khi cả đội trở về nước từ ngày 25 tháng 1, thì mãi đến mùng 1 tháng 3, VFF cùng Hội đồng huấn luyện viên quốc gia mới có buổi làm việc chính thức với huấn luyện viên Chu Dê về kế hoạch của đội tuyển quốc gia và U23 trong năm 2024 do ông Chu Dê trở về Pháp nghỉ phép, cũng như đi Nhật để gặp gỡ, trao đổi, kết hợp xem công phượng thi đấu trong những ngày cuối tháng 2. Không khác mấy so với thời điểm Asian Cup 2023, hai cuộc đại chiến với Indonesia lần này, đội tuyển Việt Nam cũng không có được đội hình mạnh nhất khi Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, và có thể là cả Nguyễn Tuấn Anh nữa chắc chắn sẽ vắng mặt do chấn thương. Khó khăn hơn nữa khi phong độ của đa số các cựu binh tên tuổi và dày dặn kinh nghiệm trận mạc quốc tế đang xa rút Đó là quả bóng vàng 2023 Nguyễn Hoàng Đức đang rơi tự do cùng đồng đội thể công ở giải vô địch quốc gia hạng 13 trên 14. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chưa thể hiện được tài năng của một sát thủ. Nguyễn Văn Toàn thì vẫn nhanh, vẫn tốc độ, nhưng mà khâu quan trọng nhất, kết thúc ghi bàn thì lại chưa đạt sẽ thiếu sót nếu không nói đến nhạc trưởng thầm lặng Đỗ Hùng Dũng. Tại Asian Cup 2023, dù ngồi ngoài trận đấu với Indonesia, nhưng Dũng đã thi đấu trọn vẹn hai trận gặp Nhật Bản và Iraq. Do đó hiện tượng Hùng Dũng không được thi đấu ba trận liên tiếp ở V-League. Đồng thời huấn luyện viên Daiki Iwamasa của đội Hà Nội còn phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng Khánh Hòa 1-0 ở vòng 12 rằng: Tôi luôn đánh giá cầu thủ dựa trên phong độ thực tế không quan tâm đến việc họ là ai hay đã đạt được những danh hiệu gì. Đối với Đỗ Hùng Dũng, cậu ấy sẽ được sử dụng khi sẵn sàng. Rõ ràng đây là thông tin đáng để ông Chu Dê phải quan tâm. Một âu lo khác là 5 cầu thủ được huấn luyện viên Chu Dê sử dụng ở hàng tiền đạo là Tuấn Hải, Tiến Linh, Văn Toàn, Đình Bắc, Văn Tùng. Thì sau 12 vòng đấu ở V-League 2023-2024, cả 5 tuyển thủ này chỉ mới ghi được 10 bàn thắng. Đáng tiếc hơn nữa, khi cầu thủ trẻ mới nổi là Đình Bắc bị kỷ luật nội bộ xuống tập với đội trẻ do vi phạm nội quy sinh hoạt của đội Quảng Nam và Bắc cũng chỉ mới được huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho quay trở lại đội 1 ở loạt đấu thứ 12 vào đầu tháng 3 năm 2024. Thêm một điều không vui nữa, đó là những cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Chu Dê tin dùng đưa lên đội tuyển lại thi đấu quá ít hoặc mờ nhạt ở V-League cũng như ở giải hạng nhất như Hồ Văn Cường, Phan Thanh Bình, Quất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Trương Tiến Anh hay Nguyễn Thanh Nhàn. May mà trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh vẫn tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội công an Hà Nội khi không chỉ vững chắc trong phòng thủ mà còn trực tiếp ghi 4 bàn hơn cả các tiền đạo ở đội tuyển Việt Nam. Vui hơn cả là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ được coi là xuất sắc nhất của Việt Nam trước khi anh qua Pháp thi đấu cho Pau FC giữa mùa giải năm 2022 có quá nhiều ngổn ngang dành cho huấn luyện viên trừ gì sẽ vẫn là một đội tuyển Việt Nam phong độ thất thường cùng nhiều sai sót và chưa thể đảm bảo thể lực như tại Asian Cup 2023 hay sẽ là một đội tuyển Việt Nam khác với sự bổ sung và tin dùng trở lại của những cựu binh khi ông Chu Dê qua Nhật gặp gỡ, trao đổi và xem công phượng thi đấu có nghĩa là ông đã quan tâm hơn đến các cựu binh chuyến đi này cho thấy ông Chu Dê đang giải quyết bài toán nhân sự. Những động thái quan tâm hơn các cựu binh của ông Chu Dê không phải làm nhẹ làn sóng giận dữ của dư luận, mà là tính hiệu quả trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam sau thất bại ở Asian Cup. Thế nhưng khi các cựu binh quay trở lại đội tuyển Việt Nam, họ có hợp với triết lý chơi bóng thời kỳ đổi mới hay ông Chu Dê chấp nhận và tạm trở lại triết lý muốn thắng thì trước tiên là không thua, có nghĩa là lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh sẽ tạm thay cho kiểm soát bóng. Nhất là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế hơn Indonesia 2 điểm ở vòng loại World Cup 2026. Đây là những câu hỏi của người hâm mộ mà ông Chu Dê chưa có lời giải đáp. Cho dù vòng loại World Cup 2026 không phải là đấu trường để thử nghiệm các cầu thủ trẻ, vừa trẻ về tuổi đời, vừa là những gương mặt mới. Indonesia đã thắng đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm 2024 để họ vào vòng 1/8 trong khi đội tuyển Việt Nam thì bị loại ngay từ vòng bảng. Indonesia đã thắng khi có đến 7 cầu thủ nhập tịch cùng các cầu thủ trẻ trưởng thành đã được chui rèn từ năm 2020. Đúng vào thời điểm huấn luyện viên Shin Tae Yong trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia cùng các đội U20, U23. Nếu không có gì thay đổi, Indonesia sẽ có thêm cầu thủ nhập tịch thứ 8 khi quyết đấu đội tuyển Việt Nam trong tháng 3 này. Đó là trung vệ Jay Ijes, sinh tại Hà Lan, 23 tuổi, cao tận 1m90 và đang thi đấu cho câu lạc bộ Venezia ở giải hạng nhì của Ý, Serie B. Quá trình nhập tịch của Ijes hoàn tất vào cuối tháng 12 năm 2023, nên không kịp tham dự Asian Cup năm 2023. Huấn luyện viên Shin tae -yong đã qua Ý xem Ijes thi đấu vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, cũng như ông đã đi xem 7 tuyển thủ đã nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu, gồm có Justin Hubner, Ekan Bagot của Anh, Rafael Stuck, Eva Jenner của Hà Lan, Sueni Patinama, Sandy Watts, Marcelino Ferdinand của Bỉ. Ngoài ra, thì Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn tiếp tục chiến lược nhập tịch khi đang để ý đến thủ môn Martin Pitts của FC Dallas, Mỹ, hậu vệ Nathan Joeon, tiền vệ Thom Heyer, câu lạc bộ FC Heerenveen của Hà Lan và tiền đạo Ragnar Orat Maguen đã cho câu lạc bộ Fortuna Sittard của Hà Lan. Chiến lược này rõ ràng cho thấy chính phủ cùng lãnh đạo bóng đá Indonesia đã xác định đây là nguồn lực sẽ giúp bóng đá nước nhà tiến sâu vào World Cup. Tuy nhiên, huấn luyện viên Sinte Yong đang lo hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam lại diễn ra đúng vào tháng ăn chay Ramadan theo phong tục truyền thống của người hồi giáo ở Indonesia, từ ngày 11 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 4. Huấn luyện viên Sinte Yong mong muốn các tuyển thủ Indonesia không nên ăn chay vào thời điểm gặp Việt Nam, khi phần lớn các cầu thủ Indonesia theo đạo hồi. Huấn luyện viên Sinteyong có lý do để đưa ra mong muốn này. Khi vào tháng 3 năm ngoái, năm 2023, cũng vào dịp ăn chay Ramadan, các tuyển thủ Indonesia đã không đủ thể lực khi gặp đội Burundi hạng 140 của FIFA, nên rất khó khăn mới có kết quả thắng một trận 3-1 và hòa một trận 2 đều dù là được thi đấu ở trên sân nhà